Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của tạp chí Đông y, kênh chia sẻ những kiến thức về sức khỏe bằng những bài thuốc về dân gian, nguyên liệu được lấy từ tự nhiên. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn thân mến, các bạn có biết rằng hiện nay bên cạnh các phương pháp điều trị chuyên nghiệp thì cách chữa xuất huyết dạ dày tại nhà cũng được áp dụng rất nhiều. Ưu điểm lớn nhất của hình thức này chính là tính an toàn, không gây biến chứng, không có tác dụng phụ và đáp ứng được cho nhiều người khác nhau. Và video này mình xin được chia sẻ cho các bạn cách chữa xuất huyết dạ dày tại nhà bằng gừng. Có lẽ sẽ nhiều người nghĩ rằng gừng nóng sẽ không thể chữa được, nhưng không phải vậy đâu nhé. Gừng trong Đông y còn được biết đến là dược liệu sinh khương. Gừng có vị cay, tính ấm, có thể kháng khuẩn, chống viêm nhiễm, đặc biệt là thành phần socaon và gingerol tự nhiên trong gừng còn có thể làm liền những tổn thương niêm mạc. Ngoài ra, khi được đi vào dạ dày, những thành phần này góp phần ức chế viêm nhiễm, chữa lành các ổ viêm loét và tăng cường sức đề kháng, phòng tránh nhiều căn bệnh khác nhau. Vậy cách làm và áp dụng như thế nào thì giờ xin mời các bạn hãy cùng mình chuẩn bị một số nguyên liệu như sau. Nguyên liệu mà chúng ta cần đó là đường trắng ăn hàng ngày, sữa tươi không đường và một củ gừng. Giờ các bạn rửa sạch gừng đi nhé. Tiếp tục các bạn loại bỏ vỏ và thái nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ cho gừng vào cối và giã nát. Dùng một cái bát và chúng ta sẽ cho vào 2 thìa cà phê gừng tươi. Một thìa đường trắng. Và cuối cùng là cho vào 5 thìa cà phê sữa tươi rồi khuấy đều. Dùng một cái bếp và một cái nồi đã có sẵn nước, sau đó các bạn cho bát hỗn hợp vào. Chúng ta sẽ đun cách thủy tầm 10 phút. Sau khi đun xong thì mở ra đợi cho nguội nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn toàn xong và đây là hỗn hợp dùng để chữa xuất huyết dạ dày của chúng ta. Và cách sử dụng như sau. Với bát hỗn hợp này thì ngay sau khi đun xong các bạn sẽ sử dụng luôn và một tuần chúng ta chỉ áp dụng một lần các bạn nhé. Để có hiệu quả cao thì nên áp dụng từ 2 tới 3 lần trong vòng từ 2 tới 3 tuần. Các bạn nên uống khi hỗn hợp còn ấm, không nên để nguội đâu nhé. Mình xin được kết thúc video tại đây, mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.